người đàn ông vật lộn với trăng nam Mỹ khổng lồ nặng hơn 90kg ở dưới nước. Chứng kiến cảnh sát Le Guyen ôm con trăng nặng hơn 90kg xuống nước rồi vật lộn với nó, nhiều người đã không khỏi rùng mình, sợ hãi. Một người đàn ông có tên xác Le Guyen, sống tại Eau Claire, thành phố Wisconsin, bang Michigan, Mỹ, đã mạo hiểm ôm một con trăng xuống hồ bơi rồi để cho nó quấn quanh cổ và cơ thể mình. Trong 30 phút, xác lơ ngoi lên và lặn xuống nhiều lần khiến người xem không khỏi rùng mình, sợ hãi. Rất may mắn là cuối cùng anh đã lên bờ an toàn mà không xảy bất cứ tình huống xấu nào. Được biết, con trăng Anaconda khổng lồ mà xác lơ ôm xuống nước, dài 3,7m, nặng 90,7kg. Loài trăng này thường sống ở lưu vực sông Amazon Nam Mỹ. Chúng rất khỏe, có thể giết chết và nuốt chửng các loài vật lớn như nai, hoảng, hà mã, cá sấu. Khi xác lơ quyết định thực hiện thử thách này, rất nhiều người đã lo sợ cho tính mạng của anh bởi trăng Anaconda rất hung bạo,